Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái đơn hàng của anh Tèo ở Bình Dương để sử dụng cho cây dưa leo trong thời kỳ nuôi trái nhé. Cái bộ này thì nó sẽ có là một chai với hai cái gói poly này, các anh chị có thể pha được khoảng tầm 400 đến 500 lít nước. Dùng cho dưa leo thì mình pha 500 lít nước nhé. Cái bộ này thì nó sẽ giúp cho là lớn trái và giúp cho trái nó lớn đều, trái to dài, đặc ruột, hạn chế nó bị bọng ruột đấy nhé. Và giúp chống rụng hoa, giúp tăng thụ phấn, đậu trái chống rụng hoa, hạn chế những cái trái non bị cong vẹo. Các anh chị có thể sử dụng cái cặp này vào cái thời kỳ là cái trái nó được bằng khoảng tầm ngón tay cái trở lên và mình sẽ dùng cái này. Còn trước cái thời điểm đó thì mình sẽ dùng cái loại mà ra hoa đậu trái nhé. Khi cây đang có nụ hoa thì anh Tèo cũng đã sử dụng cái cặp ra hoa đậu trái này để nhằm mục đích là nó dưỡng nụ hoa, tăng thụ phấn đậu trái và nuôi trái non. Khi cái trái non nó được khoảng tầm bằng cái ngón tay cái nhé, thì bây giờ là anh chuyển sang dùng cái bộ mà dưỡng lớn trái này. Cái cặp ra hoa đậu trái này nó còn giúp cho cây là ra được nhiều hoa và tăng đậu trái, đẩy nhanh quá trình đậu trái này, cung cấp dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ ra hoa đậu trái, nuôi trái. Cái gói này nó là cái gói bột nhé. Cái gói bột thì để chia cái gói này cho dễ dàng thì các anh chị sẽ sử dụng một cái vỏ chai nửa lít để hòa một gói này cho một nửa lít nước nhé. Một gói hòa cho một nửa lít nước, sử dụng cái nước sạch mình sử dụng để uống này nhé. Anh chị hòa ra xong sau đó là mình sẽ đong cho mỗi bình khoảng tầm 50ml nhé. 50ml này. Đấy, cái này hòa ra nửa lít nước xong đong cho 50ml một bình. Kết hợp cùng với khoảng tầm 20 đến 25ml cái chai này để hòa cho một bình 20 lít đấy, phun xịt cho cái cây dưa trong thời kỳ nó đang nuôi trái lớn trái nhé. Nó sẽ giúp cho trái phình to đều, nó hạn chế cái việc bị đầu to đầu nhỏ này, giúp cho trái dưa nó căng đẹp, trái to dài thẳng đều. Và ở đây em cũng có cả cái thuốc trị sâu, trị con rầy rệp nhé, cho dưa trong thời kỳ có hoa có trái, và thuốc trị ruồi nhé, có cả thuốc xịt và thuốc và keo dính nữa nhé. Những loại thuốc này thì nó cũng mát cho cây khi trong thời điểm mà đang có hoa và trái nhé. Và như trên màn hình các anh chị đang thấy đây là cái đơn hàng, những cái đơn hàng mà anh Tèo anh đặt cái ra hoa đậu trái về để phun cho dưa leo nhé. Và còn cái đơn đây là cái đơn mà để giúp cho cái dưa leo nó to đẹp thẳng dài nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.